Chào tất cả các bạn, hôm nay là kênh của Hiếu Vlog làm một clip bắt tổ ong bầu. Còn hơn cái thúng anh em đợi clip nha. Toàn người sợ chết. Xuống rồi. Bịt mẹ đang nở rơi nát hết rồi. Nhiều. Nhiều lắm. Ai rồi? Đây rồi. Lố lên nặng. Đây. Mấy con ăn hết rồi. Liều thật đấy. Đây là cái kết của những con ve đã được lên chảo. À quên nhầm, xin lỗi các bạn. Cái kết của những con ong. Đây là đầu bếp số 1 Việt Nam. Locker Tuấn. Thầy cho gì chứ? Chưa cho gì ạ? Dạ, ok. Siêu cay nhá. Siêu cay khổng lồ. Nó ngậy nó ngon. Gần rồi. Cái kết của những con ong. Đây mới chỉ là một phần của ong thôi. Còn là phần 2 này các bạn xem tiếp là phần ở phần cận đoạn. Chào tất cả các bạn, đây là thành quả của anh em chúng tôi ngày hôm nay. Đây là tổ ong đỉnh số mà anh em tôi bắt đấy, các bạn xem ở đầu clip đấy. Nhộng ăn cơm nhé. Nhâm vừa lên à? Chán ta đấy. Rồi chấm đi. Chấm vào đây. Ăn mấy con giá ngon, ngon. Quá ngon. Mà bộ nhiều ai chú thì nó là mệt nghỉ. Hiểu không? 256 đi. Anh em ăn thấy ngon không? Đức rồi, phòng cả ngon nghe. Quá ngon mà, đây là món dồi lợn. Món dồi lợn ở đâu? Đây là món dồi lợn làm từ ong. Em ngồi đợi tí. Tiên ra rồi cố bia để 2 lít. Đấy là rẻ. Thì cái nhà em nào mấy thầy trò ra đồng xoay làm đây xong bắt ra ra đồng làng thầy xoay một buổi tối đến 10 giờ rồi loãnh giỏ đầy 40.000 một cân. Bọn nó bán. Nhái. Ngon vậy. Ngon. Con gà vẻ quá ngon. Nhái nhanh.